Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Suy niệm và cầu nguyện. Hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng rất ngắn, chỉ vọn vẹn 2 câu. Có lẽ đây là đoạn tin mừng ngắn nhất so với các đoạn tin mừng khác đọc trong phụng vụ, nhưng lại là đoạn tin mừng mô tả một khung cảnh thật buồn và có thể gây nên sự xúc động rất lớn đối với người nghe, bởi trong đó có chi tiết những người thân của Chúa Giêsu đi bắt người vì họ cho rằng người mất trí. Trong số các tác giả tin mừng, chỉ có Thánh Marco, vốn nổi tiếng là người luôn nói thẳng, mới trình bày về chi tiết này. Trước hết chúng ta tự hỏi ai là thân nhân của Chúa Giêsu và tại sao họ lại đi bắt người. Thân nhân của Chúa Giêsu được tác giả Marco kể lại ở đây hẳn không phải là mẹ Maria và Thánh Giuse, mà là những người bà con họ hàng của người. Có lẽ thông qua tương quan họ hàng dòng tộc và sống trong cùng một ngôi làng, họ có mối liên hệ thân tình với Chúa Giêsu. Hẳn họ đã có những kỷ niệm đẹp với người từ thuở bé và họ vẫn dõi theo từng bước chân của người. Giờ đây khi nghe biết về những gì Chúa Giêsu nói và làm trong thời gian người hoạt động công khai, những việc mà đối với họ có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt, nên họ quyết định hành động. Thật vậy, xét một cách tích cực, thân nhân của Chúa Giêsu có thể lo lắng cho tương lai của người, hay họ cảm thấy xót xa thay cho Thánh Giuse và mẹ Maria khi hay tin người cứ đi hết nơi này đến nơi khác, làm những công việc xem ra chẳng có ích lợi gì cho bản thân và gia đình của mình, lại còn rước thêm những phiền toái mỗi khi gặp những chống đối và loại trừ. Họ muốn đi bắt người, giúp đưa người trở về nhà để khuyên giải người sớm an cư, tập trung vào sự nghiệp, lo cho cha mẹ và gia đình, rồi cưới vợ, sinh con và ổn định cuộc sống như biết bao nhiêu người khác trong làng. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một lăng kính khác, thân nhân của Chúa Giêsu đi bắt người có thể vì họ muốn tránh bị tai tiếng, tránh bị vạ lây, bị chê bai chỉ vì đời sống và những việc làm của Chúa Giêsu không những bị nhiều người chê cười, bị xem là lập dị, mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bộ mặt và danh tiếng của họ hàng, dòng tộc. Có lẽ họ không hề lo lắng và quan tâm nhiều đến cuộc sống của Chúa Giêsu, vì sự nổi tiếng của người không đem lại gì cho họ. Khi về lại làng quê của mình, người cũng không làm nhiều phép lạ, bởi họ không tin người, khiến người phải thốt lên: hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-ôm, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Thật vậy, dù nhìn ở khía cạnh tích cực hay tiêu cực, thì việc các thân nhân của Chúa Giêsu đi bắt người là bởi họ nghĩ rằng những lời nói, việc làm và đời sống của người thật là bất thường, không giống ai, không mang lại lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình và cho chính những người bà con như họ. Thậm chí đời sống và những việc làm của Chúa Giêsu lại còn gây thêm bao điều tiếng cho dòng họ. Họ tự coi mình như những người tỉnh táo, khôn ngoan, nên nhìn Chúa Giêsu như một người lập dị, mơ màng và ảo tưởng về những chuyện cao siêu xa vời. Người đúng là mất trí thật rồi. Những lời giảng dạy của người hướng về một nước trời xa xăm, trong khi những chuyện liên quan đến cuộc sống trước mắt thì không màng, không mấy lo toan. Theo cái nhìn của họ, Chúa Giêsu không mấy bận tâm đến cuộc sống và tương lai của bản thân,
của gia đình ruột thịt máu mủ, nhưng lại chỉ sống và lo chuyện bao đồng của thiên hạ. Trong khi ai cũng lo ổn định cuộc sống, thì người lại sống đời lang bạt nay đây mai đó, chẳng bao giờ nghĩ đến việc an cư, nên làm sao mà có thể lạc nghiệp được. Một cuộc sống như thế thật là bất thường, đầy ảo mộng và không thực tế chút nào. Người đúng là mất trí thật rồi. Đọc bài tin mừng này trong hoàn cảnh hôm nay, chúng ta tự hỏi, ai mới là người tỉnh? Ai mới là kẻ đang mê? Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, để thức tỉnh loài người khỏi những đam mê của thế sự đời này, thì lại bị những người gần gũi thân quen xem là không tỉnh táo, không bình thường. Nếu chúng ta là thân nhân của Chúa Giêsu, biết đâu chúng ta cũng nghĩ rằng người bị mất trí nên cần được thức tỉnh. Biết đâu những khi sống trong đam mê, chúng ta lại thấy mình chẳng cần phải thức tỉnh. Và những lời mời gọi tỉnh thức của Chúa Giêsu lại có thể trở nên như những lời vô ích của một kẻ mất trí. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống và lời giảng dạy của Ngài đã từng bị những người thân xem là bất thường của một kẻ mất trí. Thật là buồn cho Chúa khi bị chính những người gần gũi hiểu lầm, hiểu sai. Xin giúp chúng con sống tỉnh thức và khôn ngoan theo những giá trị của tin mừng, để luôn xác tín rằng lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Và chỉ khi chúng con đi theo con đường của tin mừng, thì chúng con mới tỉnh thức mà gặp được Chúa là nguồn sự sống và an vui đích thật. Amen.